Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tín Audio ngày hôm nay. Và trước video thì ngày hôm nay đây, em Tín sẽ lên sóng rất nhiều các sản phẩm mới các bến. Những dòng đẩy lách 4 kênh đã cập bến sau thời gian rất dài rồi. Và đặc biệt dòng đẩy 4 kênh ngày hôm nay em khẳng định một mức giá sốc, cực kỳ sốc luôn. Đẩy 2 kênh, đẩy 4 kênh giá rất sốc. Vang cơ lai số, mic, lọc xì kem, nâng tiếng đã về. Những chiếc máy nâng tiếng, những chiếc loa, những chiếc súp em sẽ bán giá cực kỳ tốt ngày hôm nay. Và trước khi vào video, ủng hộ cho Đặng Tín xin like nhé. Bác nào chưa like ủng hộ cho Đặng Tín xin like nào. Các ơi, anh em hoan hỉ ủng hộ cho like nhé. Có mới vào ủng hộ cho Đặng Tín xin like đi và sẽ báo giá từng sản phẩm một. Đấy, đầu xuân năm mới các hoan hỉ, anh em mỗi bác vào ủng hộ cho em Đặng Tín xin like để em bán giá tốt nhất các bác. Và đây em sẽ báo giá rất là nhanh luôn, rất nhiều sản phẩm nên em sẽ đi rất là nhanh để cho các bác nhé. Rồi, và ngày hôm nay đây, chưa mang ở đây là những chiếc vang cơ lai số JBL S8 Plus. Đây là một dòng vang cực kỳ cao cấp của JBL, bản mới nhất 2024. Con vang có đầy đủ cổng qua Bluetooth, IC giải mã cao cấp, chống hú cực kỳ chất luôn. Và quan trọng là echo dị vật nó riêng biệt. Anh em làm show sự kiện kẹo kéo vào gia đình này thì quá yên tâm rồi. Có cả điều khiển xa nhá. Đây đằng sau chiếc vang đây, đầy đủ cổng qua Bluetooth này, hai đường nhạc vào do sen này, L và R là hai dây chính. Và lưu ý cho em, con này có hai đường ra súp nhá. Rất ít dòng vang là có hai đường ra súp, nhưng con vang này có hai đường ra súp riêng biệt và Hanomic đằng sau đây, anh em thấy rất tiện lợi đúng không? Hàng cao cấp của JBL nha, một chiếc vang nó quá đẹp. Và đằng trước chiếc vang đây rất dễ chỉnh, to nhỏ của nhạc này, to nhỏ effect vang nhại và to nhỏ của mic. Cả các chỉnh ở đây thì rất đơn giản, bass chung vào check của nhạc, bass chung vào check của mic và anh em echo dị vật riêng biệt chưa? Bao bác echo dị vật hay như băng số luôn và được cắt súp ngay trên mặt vang. Quan trọng em một là dễ chỉnh, cổng qua Bluetooth đầy đủ. Ê trôi vật nó quá là hay, chống hú rất là tốt. Rồi em sẽ alo tới Mỹ và sẽ báo giá tiếp tục khuyến mãi đầu năm cho anh em với những dòng vang này với giá tốt nhất cho bác luôn. Đây, em sẽ alo thử bác nghe tiếng mic nhá. 5 6 7 1 2 6 7 1 2. Đêm bao la vàng từ từ đi ngủ. 6 7 1 2 6 7. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? 6 7 1 2. Bác nghe cho em có tiếng mic, thực sự em không hay cho bác trả lại riêng dòng vang cơ lai số JBL và rất hiếm nha. Con vang hai đường súp cao cấp này. 5 6 7 1 2 0 1 2. Quan trọng là echo dị vật nó quá mượt mà, dễ chỉnh, cổng qua một tôi đủ và chống hú rất là tốt. Và bác là chốt ngày hôm nay, bác là chốt cái nhắn tin qua thoại với bác là chốt vang JBL. Chốt vang JBL em khuyến mãi 5 chiếc thôi, 1.350.000 vào ship tặng đôi giáp Calong. Anh em cắm xuống đẩy xuống đi này và tặng cho vòng dây quang xịn. 1.350.000 một chiếc vang cơ lai số JBL, bác là mua ở đâu hộ em nào? Chốt vang JBL cứ nhắn tin qua cho em 1.350.000 nhá. Bao ship tận đôi bảo hành 1 năm. Và đặc biệt nếu anh em đã biết đối với quan điểm Đặng Tín bán hàng không phải là cọc, nhận hàng kiểm tra toán không đúng không hay thì video bác trả lại, không mất đồng nào cả. Chốt vang JBL nhắn tin cho em nhá. Tặng cho bác một dây quang xịn, tặng cho em đôi giáp Calong. Đấy. Bác là chốt cứ nhắn tin qua cho lại em nhá, đừng bình luận trên này. Đấy, bình luận trên này không chốt được đơn đâu. Đầu xuân năm mới các hoan hỉ ủng hộ cho mình like, có người đầu xuân năm mới anh em vào ủng hộ cho mình like nhá. Đấy, vẫn là còn xuân, anh em ủng hộ cho mình like nào. Chốt vàng JBL 1.350.000. Và không để bác chờ đợi lâu. Đây. Thì ngày hôm nay em xin thông báo các bác, rất nhiều bác đã chờ đợi dòng này rồi. Thì ngày hôm nay em Tín về cho bác được 6 chiếc đẩy lách Autix 4 kênh B4.1200. Con này thì trước em bán rất nhiều rồi. Thì hôm nay về được 6 chiếc thôi, hàng của nguyên hộp hết. Công suất là 1.200W một kênh. Anh em đánh là full là súp hơi, làm sâu kẹo kéo vào gia đình thì quá yên tâm luôn. Với dòng 4 kênh này rất cao cấp của Lex nhá. Và đây 4 kênh 1.200W một kênh. Và cái mức giá ngày hôm nay thì các bác sẽ phải ngỡ ngàng luôn. Có 6 chiếc cho 6 bác là nhanh tay, bác nhanh tay nhá. Đây quay sau đây. Đây 4 đường nhạc vào này. Đấy 4 đường tín hiệu này. Các đường gạt xít tia bao đeo đầy đủ. Các đường ra loa, một giáp vặn, một giáp lưu trích. Và có siêu ngưỡng luôn rồi ga con này. Đây, nguồn rất khủng luôn, nguồn 22 phân nhá. Đây tụ này, con này sử dụng mạch cần H vỉ đen cao cấp, bác thử nhìn thấy này. Đây sử dụng vỉ đen cao cấp, chạy 4 quả gió nhá. Và toàn bộ là sử dụng sò trường là JVK hết, tất cả sử dụng sò trường là JVK. Và em nói luôn, tất cả tổng cả bộ áp và chạy sò chính là 80 sò cả bộ áp nhá. Nói rất rõ, chạy tổng cả bộ áp là 80 sò, 1.200W một kênh. Anh em nó full là súp hơi là dày con này thì có hay tâm. Tất cả sản phẩm mới nguyên hộp bảo hành 1 năm. Và ngày hôm nay sẽ chiên các bác 6 chiếc này. Anh em sẽ phải ngỡ ngàng với mức giá ngày hôm nay luôn. Rất đẹp đúng không các bác? Toàn bộ sử dụng sò trường hết, cả bộ là 80 sò nhá.
4 cây 1.200W một cây. Và sẽ test thử bằng nghe chất âm và sẽ báo giá cho các bác luôn. Ok các bác ơi, đầu xuân năm mới anh em hội nhầm like các bác ơi. Đầu xuân năm mới của hội nhầm like nào. Đây, bác nghe chất âm nhá. Đấy, bác như này, rất khỏe luôn, mới nhánh một đèn này. Đấy, mới nhánh một đèn luôn, cực kỳ khỏe luôn. Và bác giọng tiếng nó rất sạch chắc. Ngày hôm nay em xin báo giá duy nhất em về được 6 chiếc thôi. Và tất cả khi mua hàng của em sẽ được nhận hàng kiểm tra toán. Em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc. Nếu bác rõ kênh của em, tất cả bác mua bất kỳ cửa hàng nào bắt buộc phải cọc tiền họ mới gửi đẩy không. Nhưng riêng như Đặng Tí bán hàng cho anh em không cần phải đặt cọc luôn, nhận hàng kiểm tra toán. Em đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc em biết rồi. Và bác là chốt nhắn tin ngay cho em. Với bác là chốt đẩy lệch em bán một mức giá chỉ khuyến mãi sốc luôn 5.800.000. Một chiếc đẩy 4 cây 1.200W, chốt đẩy lệch 5.800.000. Bác nào chốt vừa nói nhắn tin em qua điện thoại, vừa nói chốt đẩy lệch em có 6 chiếc đầu tiên thôi, 6 chiếc duy nhất thôi. Bác nào lấy cứ nhắn tin qua điện thoại cho em, chốt đẩy lệch 5.800.000. 5.800.000 em bác. Thực sự các bác không thể mua, có mua ngoài trường một con này không dưới 8.500.000. Em bán chỉ có 5.800.000. Bao ship nơi 715. Tặng ra ca lông con này nặng 27-28 cân. Đấy, độc tiền ship và em tặng 4 ra ca lông anh em đã mất gần 400.000 rồi. Em vẫn bao ship và tặng ra ca lông luôn. Đấy, và em là đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc này, anh em mình quá yên tâm rồi. Chốt đẩy lệch cho em số lượng có hạn thôi, 5.800.000 em bao ship. Một mức giá nó quá sốc ngày hôm nay nên anh em là chốt vô lòng kinh nhắn tin ngay cho em. Số lượng có 6 chiếc thôi, chốt đẩy lệch cho em nhá. 5.800.000 một con đẩy 4 kênh cao cấp này. Rồi, có nhiều sản phẩm quá, em đi rất là nhanh nhá, có hết sức thông cảm thôi. Và tiếp tục đây, ngày hôm nay tiếp tục là những bộ mic JBL. Các bác thử phải nói là các bác hỏi hàng em quá nhiều dòng mic này. Thì ngày nay sẽ tiếp tục khuyến mãi các bác với dòng mic JBL KM99. Một trong dòng mic phải nói chất âm nó quá là hay. Và đặc biệt với mức giá thì em khẳng định nó tốt chưa từng có luôn. Với dòng mic không dây này, rất đẹp, hai đúng con nhỏ hai bên. Con này tiếng hát rất là nhẹ luôn vì em bán quá nhiều rồi. Các bác về trời nó quá là ưng ý luôn. Đằng sau đây sẽ có rắc nguồn này, ra 6 ly và 20 rắc ca lông nhá. Và cho bác xem qua cái tay mic của dòng mic JBL KM99 này. Đây, xin mời con chiêm ngưỡng lại tay mic của nó, rất là đẹp đúng không bác? Đầy đủ cho anh em phụ kiện, đây có cả cái tai để các bác bắt vào tủ máy nhá. Đầy đủ chống lăn các bác, đây tay mic này. Và em nói rồi con này tiếng mic rất là nhẹ nhá. Em nói rồi tay mic con này rất là nhẹ luôn, hát rất là nhẹ luôn. Rồi em sẽ alo tiếng mic và sẽ báo giá luôn. Chương trình tặng quà các bác 5 bộ thôi nhá. Đây con nghe qua tiếng mic này. Năm sau về một ngày đêm băng lá vàng đơn thiếu tình cũ, sau này một hai đang đột ngột sau này. Bác nghe tiếng mic rất nhẹ, riêng Đặng Tí bán hàng cho anh em nhận hàng test thử không hay cho bác trả lại được chưa, không phải đặt cọc, riêng em bán hàng có biết rồi. Năm sau về một hai thuyền sang sông thuyền đi xa biết ơn, sau về một hai cực kỳ nhẹ và hay luôn. Và ngày nay em xin báo giá với dòng mic không dây JBL, anh em tiếp tục giá rất mình đầu xuân năm mới. Rồi đầu xuân năm mới có ủng hộ được một like thôi, anh em đầu xuân năm mới vào hoan hỉ, mỗi bác bỏ ra vài giây thôi, hoan hỉ ủng hộ được một like. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Với cũng phải là chốt mic M9, chốt mic M9 giá 1.200.000, 1.200.000 bao ship. Chốt mic M9 1.200.000 bao ship tận nơi, bảo hành anh em 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không hay cho bác trả lại. Chốt mic M9 1.200.000, 1.200.000 bộ mic JBL M9 cao cấp này. Bác nào chốt cứ nhắn tin qua cho em đây. Tặng các bác một combo pin sạc luôn. Và quan trọng với Đặng Tín là em được nhận hàng test thử không hay trả lại. Nó là cái quá thoải mái rồi. Chốt mic M9 cho em 1.200.000 em bao ship tặng một combo pin sạc nhá. Đấy, số lượng thì thực sự bác là không có nhiều đâu. Những dòng này là số lượng về sẽ không có nhiều nên anh em là chốt cứ nhắn tin ngay cho em. Chốt mic M9 nhá, 1.200.000 tặng cho các bác một combo pin sạc đây. Anh em mình quá yên tâm luôn. Em bao hay quá luôn. Và cái tầm giá 1.200.000 thì có biết cái giá nó tốt nào rồi. Cho mic M9 cho em nhá. Anh em lấy cứ nhắn tin qua số lại là có như chưa các bác. 1.200.000 bộ mic không dây. Quá tốt. Rồi, và tiếp tục lên 6 anh em. Một trong dòng đẩy 2 kênh mà em đã bán quá nhiều đây. Đây, trước mắt các bác này là dòng đẩy 2 kênh của EDC DK800. Một trong dòng đẩy mà thực sự em cũng bán quá nhiều rồi. Công suất là 800W một kênh phiên bản cao cấp nhé. Đây là dòng phiên bản màn hình chính hãng của EDC.
Con này đánh cho bác 2 đôi full 30 căng đét luôn. Và bác nhìn thiết kế nó này. Hàng chính hãng EDC nó vẫn làm cái gì nó quá chất lượng đúng không? Tất cả phiên bản cao cấp nhất là phiên bản màn hình nhá. Mạch còn là H. Và đây cho bác xem đằng sau đây. Đây, hai là nhạc vào này. Các ổ cản xít tia 3 reo, các đường ra loa và hai quả gió đằng sau. Và ông cùng nhìn xem cái nguồn này rất lớn luôn, để hai kênh nhá. Mạch còn là H rất nhỏ gọn nhưng mà hiệu năng rất là cao. Nếu bác nào đã dùng cần H có biết rồi. Một là hiệu năng rất là cao, tiếng sạch và độ bền nhá. Rất là bền luôn. Chạy 4 vì công suất MOSFET riêng biệt luôn. Tiếng dòng này chắc không phải bàn vì em Tín đã bán quá nhiều với dòng đẩy hai kênh rồi. Các mua ngoài thị trường, nếu anh em mua một dòng đẩy cần H bản cao cấp này nhá, ngoài thị trường không dưới 5 triệu rưỡi cái dòng này. Nhưng ngày hôm nay tiếp tục em khuyến mãi đầu xuân năm mới cho anh em những dòng đẩy hai kênh của EDC chính hãng này với mức giá tốt nhất luôn. Các bác ơi, các ủng hộ trong này là anh em mới vào, hoan hỉ ủng hộ trong này nào. Để em báo giá anh em với mức giá tốt nhất luôn. Bác nào chốt nhắn tin anh em. Với cú pháp là chốt đẩy. Chốt đẩy DK800 cho em. Chốt đẩy DK800 với phiên bản cao cấp màn hình này em bán anh em 3.700.000. Một mức giá không ở đâu có, 3.700.000 bao ship tặng giác. Và đặc biệt em là đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc. Anh em yên tâm, không phải là cọc luôn. Chốt đẩy DK800 nhắn tin ngay cho em. 3.700.000 em nhá. Em bao ship tận nơi, bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không phải đặt cọc, nó cái sự uy tín cho các bác luôn. Đấy, chốt đẩy DK800 nha, 3.700.000. Phiên bản cao cấp nhất, phiên bản màn hình nhá. Đấy, EDC phiên bản màn hình luôn. Mạch cần H nhá. Đấy. Quá chất cho bác luôn. Nói chung là anh em đã bỏ đồng tiền ra chơi cái dòng này nó là xứng đáng rồi, xứng đáng các triệu tiền. Chốt đẩy DK800 3.700.000, bảo hành cho anh em 1 năm luôn. Hàng chính hãng EDC. Anh em là chốt nhắn tin ngay cho em nhé. Bác là chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt đẩy DK800 3.700.000. Rồi. Rồi và tiếp tục đây là một dòng sản phẩm cực kỳ mới và hot bên em vừa cập bến các bác luôn. Là những chiếc lọc xì kèm lưng tiếng. Những chiếc lọc xì kèm lưng tiếng hàng chính hãng của Tamashii. Model 215, hàng chính hãng thì của Nhật Bản nhá. Lọc xì số kèm lưng tiếng luôn. Anh em nào muốn chơi một chiếc mà nó vừa lọc nhạc và vừa lưng tiếng luôn thì đây. Đây là phiên bản số cao cấp nhất của Tamashii vừa cập bến các anh nhá, và đang được ưu đãi giá cực kỳ tốt luôn. Bác nhìn một giải tèn equalizer rất là đẹp luôn. Mà quan trọng cái chất âm khi bác ghép vào bộ dàn nó quá là hay, lọc xì cảm ơn tiếng luôn. Và đằng sau của chiếc đây, mình sẽ báo giá giới thiệu chi tiết cụ thể của con này. Chưa đã về được một nô rồi nhưng mà lâu lắm rồi, hôm nay mới về được. Hàng chính hãng thì của Nhật Bản nhá. Đây nó sẽ có hai đường nhạc vào, input này, hai nhạc ra. Con này có thể dựng bằng jack ca lông này, jack 6 ly này, bằng jack hoa sen. Hỗ trợ đủ ba loại jack cho bác luôn. Đấy, em sẽ tặng đầy đủ cho các lông của bác, có yên tâm khi mua hàng với em. Và đằng trước của chiếc lọc xì cá nổi tiếng Tamashii phải nói một cái dàn equalizer rất đẹp luôn. Sau đó qua cách chỉnh con này, đây đúng to nhỏ này. Đấy, mình sẽ to nhỏ ngay trên con này. Và con này có thể chọn rất 9 chế độ, anh tùy chỉnh 9 chế độ được. Thì nói qua cách chỉnh con này nhá. Ấn vào đây này, muốn chỉnh giải tần ấn đây. Bác nhìn đây vặn này. Đây nó sẽ giải bát, giải trung và giải tép. Mình sẽ tùy chỉnh đây, tăng giảm này. Đấy, tăng giảm đây này. Cái này thường em sẽ chỉnh sẵn các bác rồi, về cũng chỉnh dùng thôi. Bác là muốn tăng nhiều bát thì đây, tăng giải bát lên, tăng giải chép lên. Và khi bác là muốn chỉnh xong, bác lưu ấn server. Đấy là tự nó sẽ lưu lại. Và mình sẽ test thử cái chất âm của một chiếc lọc xì số kèm nâng tiếng nó hay và nó chất lượng thế nào nhá. Đây. Đây qua này. Bài bác này qua lọc xì, không qua lọc xì. Đây ra qua này. Không qua nhá. Ấn này. Đó nghe thì bác sẽ test chi mà đâu. Đấy, qua thế, qua này. Khác biệt hoàn toàn luôn. Chứ lọc xì kèm được tiếng quá hay luôn. Đây, giảm to nhỏ này, bác nhìn này. Và ngày hôm nay em xin báo giá luôn với một chiếc lọc xì số kèm nâng tiếng cao cấp bản mới nhất của Tamashii này. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em, với cú pháp là chốt lọc xì cho nó dễ. Cứ nhắn tin qua thoại với cú pháp là chốt lọc xì giá 1.900.000 vào ship. 1.900.000 một chiếc lọc xì kèm nổi tiếng hàng chính hãng Tamashii này. Bác nào chốt nhắn tin ngay qua cho em với cú pháp là chốt lọc xì. Nhận hàng kiểm tra thanh toán em tặng anh Jack Long. Thực sự khi bác ghép một chiếc lọc xì kèm nổi tiếng vào bộ dàn nó quá là hay luôn. Anh em không cần phải dùng quá nhiều lưng tiếng hay lọc xì. Vì đây là bản số rồi, hàng cao cấp nhất rồi. Chốt lọc xì cho em, nhắn tin ngay cho em. 1.900.000 em khuyến mãi các bác 5 chiếc đầu tiên thôi. Còn giá hiện nay ngoài thị trường nó bán con này là 2.900.000 đến 3.000.000 con này. Vì đây là hàng cao cấp nhá. Chốt lọc xì cho em, nhắn tin ngay cho em. 1.900.000 thì bao ship tặng dây giác cà lông.
cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Giá nó quá là tốt và ưu đãi rồi. Hàng chính hãng của Tamashi nhá. Anh em nào chốt vui lòng hãy nhắn tin cho em nhé. Bắt đầu chốt cứ nhắn tin qua số thoại nhé. Từ bình luận trên này, bình luận trên này không chốt đơn đâu. Anh em nào chốt cứ nhắn tin qua số thoại là chốt nọc xì là có nhiều chốt đơn. Rồi đây, rất nhiều bác hỏi để bút kênh từ nãy giờ đây. Đây, quay lại anh em mình nhá. Đây. Đây. Em sẽ quay lại cho anh em với dòng đẩy 4 kênh deck này, từ đấy là bác hỏi nhiều quá. Thì em xin thông báo bác tiếp tục em đã cập bến các bác những chiếc đẩy 4 kênh deck 4 kênh 1200W một kênh này. Hàng nguyên hộp xốp luôn. Dòng này thì trước em về rất nhiều mà khá lâu rồi. Và đặc biệt giá ngày hôm nay cực kỳ sốc luôn. Công suất là 1200W một kênh. Anh ấy nó full loa dày súp hơi để quá yên tâm rồi. Làm sâu sự kiện kẹo kéo vào dòng đây. Đặc biệt với mức giá thì nó sốc chưa từng có luôn. Đằng sau đây vẫn là 4 được nhập vào này. 4 linh tín hiệu này. Đấy, cao cả Sitia 3 đeo các đường ra loa, bằng ra vặn và giáo đồng trích. Và cũng nhìn cho đẹp cái nguồn này. Nguồn này 22 phần nhá, nguồn rất khủng luôn. Phần tụ đây. Sử dụng toàn bộ sử dụng mạch cần hắt vỉ đen cao cấp. Chạy 4 quạt gió. Sò trường là JVK. Và con này chạy tổng cả bù áp và chính là 80 sò, em nói rõ luôn, chạy tổng cả bù áp là 80 sò. 1200W một kênh. Tiếng cực kỳ hay và sạch luôn. Đấy, sạch khỏe với dòng này. Coi nhìn thấy rất chất lượng luôn. 1200 một kênh nhá. 80 sò cả bù áp. Coi nhìn kỹ cho em. Và bây giờ sẽ test lại cái chất âm con đẩy 4 kênh LEC này và sẽ báo giá các bác nhá. Một mức giá các bác sẽ phải rất là sốc luôn. Trước khi báo giá lại em báo luôn, em là đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải đặt cọc tiền cho anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em là đơn vị đầu tiên bán đẩy không phải cọc, anh em quá uy tin rồi. Bao giờ chốt nhắn tin ngay cho em cũng là chốt đẩy lệch. Em bán chỉ có 5.800.000, có 6 chiếc nhất thôi. Chốt đẩy lệch 5.800.000. Em bao ship và tặng góc 4 giác calon. Chốt đẩy lệch cho em một mức giá thực sự nó quá sốc. Chốt đẩy lệch 5.800.000. 5.800.000 vào ship tận nơi, bảo hành cho có 1 năm, nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Duy nhất em về 6 chiếc và dòng đẩy 4 kênh 1200W này anh em biết cái giá quá tốt rồi. Đấy, bác là chốt vào lòng nhắn tin ngay cho em, đúng không? Chốt đẩy lệch. Số lượng sẽ không có nhiều bác nhá. Anh em phải nhanh tay nhá, chốt đẩy lệch cho em 5.800.000. Một con đẩy 4 kênh 1200W một kênh như này. Mà em có bao ship tặng người rác là anh em biết nó giá tốt rồi. Anh em chốt nhắn tin ngay cho em nhá. Có nhiều mặt hàng quá ạ. Em đi rất là nhanh luôn. Rồi. À, tiếp tục đây. Tiếp tục khuyến mãi anh em những chiếc máy lưng tiếng Teotic CB1000 bản mới nhất 2024. Và trong bác biết rồi, trong bộ giảm hiện nay không thể thiếu một chiếc máy lưng tiếng, để lưng tiếng nhạc của từ mic. Và đây là dòng lưng tiếng cao cấp nhất hiện nay. Thực sự khi bác ghép bộ giảm nó lên tiếng nhạc từ mic lên rất là nhiều luôn. Toàn bộ là màn hình số, cổng qua Bluetooth đấy nhá. Có IC giải mã bản mới nhất luôn. Đằng sau đây. Đấy, có đầy đủ cổng qua Bluetooth này, hai đường nhạc vào và hai đường nhạc ra. Và đường ra súp nha, anh em thấy tất con này cắt súp rất là sạch luôn. Và quan trọng phiên bản mới là sẽ có hai lún to nhỏ hai bên này. Đấy. Nó sẽ có hai lún to nhỏ hai bên. In bài bác qua lưng tiếng hay không qua tiếng, bắt buộc ấn vào cho em thì con lưng tiếng tác dụng. Giờ sẽ test thử chất âm của máy lưng tiếng TD bản mới nhất này, sẽ báo giá luôn, tri ân luôn. Đây, qua tiếng này. Hay rất nhiều luôn. Này, không qua tiếng này. Thì ba tép chìm hẳn không? Quan tiếng nhá. Khám biển rõ ràng luôn. Đầu xuân năm mới ủng hộ cho Vlad ơi. Đầu xuân năm mới cho ủng hộ cho Vlad nào. Quá hay luôn. Đầu xuân năm mới cho ủng hộ cho tín sùng Vlad nào. Và em xin báo giá luôn. Bác nào chốt nhắn tin qua số thoại em. Vũ vào chốt lưng tiếng TD. Chốt lưng tiếng TD nhắn tin ngay cho em. Giá thì các bác 1.200.000 vào ship tặng cái giác calon và tặng móc combo pin sạc đầu xuân năm mới luôn. Trời rất sốc luôn, tặng một combo pin sạc này, tặng giác calon 1.200.000 cho bác nào chốt nhắn tin ngay nha.
chốt nâng tiếng tên có mua ngoài trường với bản mới này, người ta đang bán 1.7-1.8, em bán 1.200.000 có bao ship tặng người ta lâu và tặng cho em một bộ pin sạc luôn, chơi rất lớn luôn. Chốt nâng tiếng TD nhắn tin em đấy, 1.200.000 thôi, bao ship tận nơi, bảo hành cho em 1 năm, nhận hàng kiểm tra hàng toán thoải mái. Nói chung là cái tầm giá này nó quá là tốt rồi, khẳng định một điều là mức giá nó quá là tốt cho nó luôn. Anh em là chốt vui lòng nhắn tin ngay cho em nhá, chốt nâng tiếng TD. Có nào vui lòng chốt nhắn tin cho em, tôi bình luận trên này nhá, bình luận trên này sẽ không chốt được đơn đâu, chốt cứ nhắn tin qua điện thoại là có như chưa đơn quá. 1.200.000 tặng một combo sạc, ok chưa quát? Anh em vào ủng hộ cho Mai nào ơi. Đây đầu xuân năm mới ủng hộ cho Mai nào ơi. Đấy, đầu xuân năm mới ủng hộ cho Mai nhá. Đây và tiếp tục thông báo các bác là tiếp tục này về thêm được mấy quả súp điện PV Bát 30 của Trung Quốc đây. Em đang đặt hàng của Trung Quốc nhá, hàng mới nhá. Bát 30. Con này thì trước về mấy cục các bác tranh nhau luôn. Bát 30 này, màng carbon gân trắng rất đẹp luôn con này, súp 30. Nói chung đánh gia đình phòng tiện tích tầm 30 mét vuông rồi. Tiếng rất là êm luôn. Đây đằng sau của súp điện đây mà có suất đây, to nhỏ này. Tôi đưa nhạc vào này. Nói chung anh em mình chơi súp điện thì không cần phải thêm đẩy nhá. Sơn sần rất là đẹp luôn. Các bạn họ sơn sần rất là đẹp luôn. Đấy. Bát 30 trầm mặt của PV nhá, hàng mới của China luôn, nguyên hộp. Và ngày hôm nay em xả chiên anh em. Đây. Thùng cân sơn sần. Bắt đầu chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt súp 30 cho em. Đấy, chốt súp 30 cho dễ. Chốt súp 30 em đoán 1.900.000. Nó quá rẻ nhá, 1.900.000 bao ship. Chốt súp 30 cho em. Duy nhất em về được thêm được 3 chiếc hay sao? Chốt súp 30 nhắn tin ngay cho em. 1.900.000 một con súp điện Bát 30 của PV. Giá nó cực kỳ tốt luôn. Đấy. Chốt súp 30 nha, 1.900.000. 1.900.000 một chiếc súp điện Bát 30 của VV. Thùng rất chắc chắn luôn. Màng Bát 30 màng carbon. Đấy. Anh em nào chốt nhắn tin ngay cho em. Đây. Thông báo lại anh em lại tiếp tục lại có dòng loa Listen Sound của Mỹ đây, hàng bài xịn. Tiếp tục lại cập bến qua đây. Với dòng loa Listen Sound vân gỗ này Bát 20 thì anh em đã biết rồi, tranh nhau luôn. Hôm nay về thêm được 2 đôi nữa. Một đây là MT8. Đây có thể nói là ông vua loa lời trong phân khúc luôn. Thùng gỗ nhá, hàng bãi xịn thương hiệu Mỹ nha, Listen Sound thì quá nổi tiếng rồi. Đây Bát 20 và một chép kèn. Sử dụng Bát 30 cân tẩm dầu và một chép kèn nhá. Thùng gỗ cực kỳ khủng luôn. Bây giờ rất chắc chắn luôn. Và trong gia đình dòng giàn thành bác chỉ cần thêm một đôi loa lời này vào thôi thì bộ giàn của bác lên quá nhiều luôn. Đây từ trắng nhá, rất khủng luôn. Đây, chạm loa này anh em nhìn thấy không? Con này ngoài thị trường nó trên 5 triệu nha, rất là đắt luôn. Anh em mua phân khúc ngoài thị trường dòng này cực kỳ đắt luôn, nhưng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục với mãi anh em luôn. Đây củ chép đi Singai USA, hàng bãi xịn hiệu của Mỹ luôn nhá, không xịn tặng em luôn. Đó, nhìn phân tần của dòng loa Listen Sound này, khủng khiếp nào nhá. Đây mình nhìn phân tần này rất khủng luôn. Đấy, thùng gỗ nhá, hàng này thì quá là chất rồi, không phải bàn cãi nhiều nó có chất hay không nhá. Vì cái dòng này về bao nhiêu là không có mà bán luôn, không có đủ mà bán, có cái sức thông cảm. Con này các bác đánh diện tích nhỏ thôi, đánh nó quá là chất luôn. Và em xin bao giá luôn, tiếp tục khuyến mãi luôn. Bao nào chốt nhắn tin ngay cho em, chốt loa LS cho dễ. Em bán 3 triệu một đôi bao ship vẫn là giá khuyến mãi, 3 triệu một đôi. Chốt loa LS, 3 triệu một đôi bao ship nhá. Chốt loa LS cho em. À, từ trắng cao cấp. Dòng này thì anh em mình nó là mỹ mãn rồi. Chốt loa LS 3 triệu một đôi nhá. Bao ship cho anh em luôn. Listen Sound hàng cao cấp nhá. Đấy, chốt loa LS cho em. Gân tầm dầu này. Đấy, đi sinh ra USA nhá. Chốt loa LS anh em là chốt cái nhắn tin cho em là có chưa? Được chưa? Đây anh em xem lại. Rất nhiều bác thích cái dòng loa full 30 của EDC đây. Anh em xem lại củ bát và củ tép nhá. Con loa này đang được khuyến mãi rất là sốc luôn. Đặc biệt của dòng loa EDC Bát 30 này, con này sử dụng từ sần nhá, rất hiếm nhá. Từ sần này, lỗ thông hơi, xương nhẹn nhá, màng dập này. Mà full Bát 30 của EDC gần tầm dầu, rất khủng luôn này à. Con này xương 12 chấu nhá. Và anh em xem củ chép nó đây. Chép 450. Dòng loa EDC thì em tính đã bán quá nhiều rồi. Đây phân tần này, rất khủng luôn. À nhập khẩu chính hãng của EDC nhá. Và con này đang được ưu đãi rất là lớn luôn, cái dòng loa EDC này đây. Mọi người nhìn này, đã được khuyến mãi rất là sốc với dòng loa EDC này.